Rồi chào tất cả anh em, chúc anh em có một ngày mới an lành. Cái này là mình mới cái đổ ốc hồi chiều ngày qua đó các bạn. Cá chết quá trời các bạn. Hôm nay ở cái đồng mình thì cái lượng cá chê mà nhỏ nhỏ gì khá là nhiều. Đây, cái có vẻ như là cái con cá rô phi các bạn, nó mạnh thuốc. Biết nó sống. Đi ra ngoài cái môi trường ngoài này thấy nó sống được. Sao thấy nó nổi nổi. Cái mình vẫn thấy là các nhà khoa học vẫn các nhà khoa học vẫn chưa có gọi là hay lắm các bạn. Chưa gọi là nghiên cứu đến đây đến chốn đúng không các bạn. Cho nên là cái môi trường thủy sản ở vùng miền quê nó đã bị cạn kiệt các bạn, là lý do là sau những lần mình thuốc ốc như nè các bạn, cá chết rất là dữ, hầu như nó chết muốn hết rồi các bạn. Lượng cá chê khá là nhiều luôn, chê không nhắm mắt nữa. Quá trời chết. Này đa phần là cá chốt các bạn, cái miếng ruộng này nước nó sâu các bạn, thì mình thấy là nó cá nó khá là nhiều. Hy vọng là một ngày gần đây các nhà khoa học sẽ nghiên cứu ra cái loại thuốc trừ ốc mà nó đừng có gì đừng chết cá các bạn. Cá là cũng là cái nguồn thức ăn cho con người chiếm khá lớn. Và tới thời điểm hiện tại thì mỗi một cái vụ lúa là chúng ta đã giết hết rồi các bạn. Hầu như trên ruộng là chết hết rồi các bạn.